Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với channel của Review Game. Tiếp tục đến với clip ngày thứ tư tựa game Cao Ép All Star Quyền Vương Chiến em nhá. Và trong cái video này thì đương nhiên sẽ làm cái video giới thiệu cho anh em là nên mua gì, làm gì để mà có được cái con arc nó ổn định nhất cho người mới em nhá. Mình đã sang ngày thứ năm rồi nhưng mà vào đây vẫn chưa làm gì cả, chỉ mới đăng nhập vào game thôi. Có cái video làm luôn cho anh em. Ok, đầu tiên thì khi mà vào game đương nhiên là chúng ta sẽ mua cho mình full toàn bộ cái thể lực này, một full cho mình nhá. Sau đó thì anh em hãy mua vàng cho mình. Mua vàng ở đây thì mình khuyên là anh em nên mua hết. Nên mua hết cho mình nhá. Tốn bao nhiêu cũng mua cho mình. Tiếp theo mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em một cái gọi là quà ẩn, bộ quà ẩn mới được khám phá, mới được ra mắt em nhá. Đầu tiên là anh em màn hình chính nhá, anh em click vào cái góc này cho mình, đây cái chuột mình đang chỉ này. Anh em ký click vào cái góc này cho mình này, ở cái khu này này. Đấy, chúng ta sẽ nhận được cái quà, nó dạng kiểu quà ẩn ở cái map ấy. Ok, tiếp tục được quà nhá. Anh em ấn ở khu này này, không biết nó còn hay không nữa. Đấy, lại tiếp tục có quà anh em ạ. Mình không ngờ là ở ngoài màn hình chính của chúng ta nó lại có quà. Nó lại có quà ẩn như ở trong map. Mình không nghĩ là nó như thế, nhưng mà khi mà mình rảnh rỗi quá ấy, mình không có cái gì làm, hết bố thể lực rồi thì mình cứ lượn nờ và đi ấn màn hình nhận được quà. Tiếp tục là hình như là ở đây vẫn còn quà khác ở đâu đó đấy, vẫn còn quà này, nó ở cái phần quà đăng nhập chúng ta nhá. Anh em click vào cái chỗ là cuộc hẹn 8 ngày của Mai và Yuri này, click vào đó nhưng vẫn có quà, không biết có còn hay không nữa. Tiếp tục là cái phần lễ kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ có quà gì vậy đấy. Tiếp tục có quà, một cái lượng quà cũng không có nhiều nhưng mà có là ok, có là ngon rồi. Một cái mục nữa nó ở cái phần máy rút anh em này. Click vào mấy cái hình này. Mấy cái hình, đấy, lại có quà tiếp. Ừ, đá thức tỉnh luôn anh. Ô đấy, lại viên nữa. Đừng mở, hồi tưởng viên nữa cơ. Ô, nắm thế. Không ngờ lắm quà như vậy đấy anh ạ. Ô, lại quà tiếp này. Ô, vãi trưởng ạ. Sao nó lại cho lắm quà vậy nhỉ? Vô lý ta. Anh em click bừa đi. Click bừa đi, lại có... đấy, lại có quà tiếp. Ui, ngon vãi. Xịn sò con bò luôn này. Chốt đéo nào nó cũng có quà anh em ạ. Ui à. Nó còn nhiều quà hơn cả ở cái map cơ. Tiếp tục có một cái mục nữa, đó là cái mục ở cái phần điểm danh này cũng có này. Điểm danh này nó cho hay sao anh em ạ. Đấy, lại có quà tiếp này. Hình như ở cái phần điểm danh này có một ít quà như vậy thôi, cũng không có nhiều. Tiếp tục, ở trong cái phần khiêu chiến ở những cái ải ở đây chúng ta cũng sẽ có quà nha. Ba cái ải đều có quà cả. Ok, ấn vào đó, lại có quà tiếp này. Đấy, nhiều quà dã man luôn đấy, ui máy rút luôn. Tiếp tục là cái xưởng chocolate. Cái xưởng chocolate của chúng ta ở đây cũng sẽ có quà nha. Anh em cứ ấn vào đi. Đấy, có quà tiếp này. Đấy là một số những cái phần quà ẩn xuất hiện trong cái tựa game này mà mình mới tìm kiếm ra. Anh em có thể là làm theo những cái hình ảnh này để nhận những cái lượng quà của tựa game nhá. Ở cái mục quà đăng nhập này, ở cái góc của chỗ này hình như cũng có quà nữa này. Đấy, lại có quà tiếp. Ấn vào cái vị tướng này là chúng ta sẽ có quà hay sao ấy. Vậy là được mỗi cái phần quà đó thôi. Ở đây lại quà tiếp. Vãi trưởng là sợ ấn nhiều quà vậy. Ấn chút deck nào nó cũng có quà anh em ạ. Tởm vãi. Còn nhiều những cái quà ẩn khác thì nếu mà anh em biết thì anh em có thể ấn phần comment của video để mà hỗ trợ mình hoàn thiện hơn trong các cái video tiếp theo nhá. Tiếp tục là anh em lên cái phần chat thế giới. Phần chat thế giới anh em ạ. Sau đó tìm cái combo ẩn của ngày hôm nay. Combo ẩn không biết đây. Combo ẩn sẽ là 3132. Chúng ta sẽ cùng vào ải để mà đánh cái combo ẩn 3132 nhá. Chúng ta sẽ vào một cái ải chính tuyến bất kỳ và cùng đánh để mà lấy cái combo ẩn nhá. 3132. Mong là nó sẽ xuất hiện cái dãy số 3132. Ở đây toàn 3 nhưng mà lại không có 2 anh em ạ. Xoài thật. Để cho nó combo trước đi. Rồi có 3132 này, 3 này, 1 này, 3 này, 2 này. Rồi ok, chúng ta đã xong cái phần combo ẩn nhá. Và chúng ta ấn bỏ qua đi.
Tiếp tục là truy cập vào cái website ở trên trình duyệt web của anh em, đó là pay.zing.vn nhé, vào pay.zing.vn. Đấy. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn KBF Monster Quyền Vương Chiến và kéo xuống dưới đăng nhập cái tựa game này. Chọn cho mình cái server và in game. Ấn quà hàng ngày, ấn quà mỗi ngày và ấn nhận quà cho mình. Ok. Quay trở lại với tựa game và chúng ta sẽ nhận free 100 kim cương và một chút cái quà khác nữa. Đấy, 100 kim cương và ít thể lực này. Có là ngon lắm rồi anh em ạ. Đây là cái dàn đội hình con ác của mình. Con ác của mình thì cũng đang cố là cho 5 cái con tướng được lên cái hạt thứ ba, cái xanh lam thứ ba, xanh lam cộng 3 anh em ạ. Xanh lam cộng 3 nhá. 1 2 3 bốn cái con tướng xanh lam cộng 3 rồi. Còn lại một cái con chin này và một cái con diamond này cũng đang cố gắng là cho nó lên cộng 3. Ngoài cái việc mà anh em đi nâng cấp cái hạt cho tướng ấy, cái phẩm cho tướng ấy, thì chúng ta cũng sẽ quan tâm đến các cái trang bị. Cái trang bị của chúng ta nếu mà cho nó lên được cộng 36 thì chúng ta sẽ phần cần phải đi qua cái ải. Đây, chúng ta cần phải đi qua cái ải đó là cái ải tinh anh 9.1. Nhưng mà mình đánh mãi cũng không qua được nên hiện tại vẫn dừng chân ở cái 9.1 anh em ạ. Nếu mà anh em qua được cái ải 9.1 thì chúng ta sẽ có một cái lực chiến mới cũng cộng thêm khá là nhiều. Ngày thứ tư của mình chạm mốc 38.705 lực chiến và level 35 anh em ạ. Chúng ta đừng quan tâm đến cái lực chiến nó hiện ở cái ngoài màn hình này làm cái gì cả. Tại vì cái lực chiến này là nó tính tổng các cái đấu sĩ mà anh em đã nâng level và nâng cấp. Con ác của mình hiện tại thì đang là 12 đấu sĩ nha. Riêng 6 đấu sĩ chính này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Nó tính 11, 12 cái con tướng mà mình đã nâng level lên rồi. Chứ cũng không quan tâm cho lắm mà anh em quan tâm đến ở cái phần bày trận này. Đấy, cái lực chiến chuẩn của 6 cái con tướng chính trong đội hình đó là 31.341 lực chiến anh em nha. Ngày thứ tư chúng ta thì có loanh quanh luẩn quẩn khoảng tầm 32.000, 32, 33.000 còn tùy về anh em, có khả năng, có thể lực. Quay trở lại với cái phần đấu sĩ. Vị tướng Nakoruru của mình thì cũng đã chuẩn bị lên 4 sao rồi. Đây, còn thiếu đến 2 mảnh nữa thôi. Mình đã dùng toàn bộ cái mảnh vạn năng của mình. Vạn năng của mình đang có 20, 21 chiếc anh em ạ. Và mình đã dùng toàn bộ để mà dồn nâng cho cái vị tướng Nakoruru này lên được 4 sao. Cái mảnh vạn năng này thì anh em tập trung dồn cho những cái vị tướng chính, sát thương chính và những cái vị tướng dùng lâu dài ấy. Thì anh em hãy dùng cái mảnh vạn năng nhá. Ngoài cái việc mà anh em kiếm được mảnh của tướng để mà nâng sao cho tướng thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái phần năng lượng tăng sao này. Năng lượng tăng sao này chúng ta sẽ dùng những cái mảnh của cái tướng mà anh em không chơi anh em dùng. Nói chung là hao đấy. Thực sự rất là hao em ạ. Đã tốn vàng này, đã tốn mảnh tướng là lại còn thêm cái phần năng lượng tăng sao nữa. Cái phần chiến hồn hiện tại ngày thứ tư của mình thì cũng toàn bộ tướng, 6 con tướng chính đều được cái hồn xanh lam 3 sao. Cố gắng lại cho tất cả những cái vị tướng đều có hồn xanh lam 3 sao rồi anh em ạ. Cái phần chiến hồn này 3 sao xanh lam này chúng ta kiếm ở đâu? Chúng ta sẽ kiếm ở cái phần phong thần. Anh em đi phong thần này có cái tỷ lệ rơi ra những cái chiến hồn, những cái chiến hồn nhá, tùy về những cái chiến hồn, có cái chiến hồn 2 sao, có cái chiến hồn 1 sao hay có chiến hồn 3 sao. Đó là cái cách hiện tại mà chúng ta có thể là kiếm được cái chiến hồn cho tướng. Ngoài ra thì những cái mảnh tướng ấy, ví dụ như là mảnh của tướng Diamond này chẳng hạn, chúng ta có thể là sử dụng mảnh để mà ghép chiến hồn nhá, ghép những cái chiến hồn 3 sao ở đây thì mình nghĩ là không ổn cho lắm. Và nếu mà anh em có khả năng thì anh em hãy ghép những cái chiến hồn có cái chiến hồn 4 sao ấy, chiến hồn tím 4 sao ấy, cố gắng nhá. Chứ còn 3 sao này mình nghĩ là nó cũng không ổn cho lắm đâu. Và sau này thì đương nhiên là cũng vất đi thôi, cũng rất là phí những cái mảnh tướng đó. Ngày thứ tư thì mình cảm thấy là cái vị tướng Diamond này thấy là nó khá là yếu rồi anh em ạ. Thực sự là khá là yếu rồi. Nếu mà anh em mà muốn làm cái nhiệm vụ để mà nâng Diamond được lên 5 sao thì em làm, còn không thì anh em hãy dành cái hồn của cái vị tướng Diamond đó để mà ghép cho mình, ghép cho mình một cái chiến hồn 4 sao của Diamond. Để nó sẽ ngon hơn đấy so với việc mà anh em nâng Diamond lên 5 sao. Con Diamond này thì sớm muộn khoảng tầm 1-2 ngày nữa mình cũng vất đi thôi. Chú cũng không dùng được cái con này nữa rồi. Giai đoạn đầu thì nó khỏe thật đấy, nhưng mà về sau những cái ngày sau thì thấy là nó hơi yếu rồi đấy anh em ạ. Không ổn cho lắm rồi.
đối với những cái trang bị ấy, những cái trang bị em nha. À, ngày thứ tư thì mình nghĩ là anh em nếu mà quay X10 cái phần máy rút này thì mình cũng nghĩ là có cái tỷ lệ ra được những cái sách nâng cấp, sách tiến hóa cho trang bị anh em nha. Thì ngày thứ tư thì mình cũng đã có hai quyển sách đó để mà nâng cấp, một là cái sách nâng cấp cho cái vị tướng Mai này, thì cái này mình nhận được ở cái ngày quà đăng nhập này. Còn một cái vị tướng nữa đó là cái vị tướng Tanker này, mình cũng đã thức tỉnh nó lên này, đã thức tỉnh nó lên rồi nha. Đấy, cái phần thức tỉnh này nó cũng khá là ngon. Và khi mà anh em nâng sao thì lưu ý là nâng sao thì hãy nâng sao đều đều cho mình. Ví dụ như là vũ khí 1 sao để giáp 1 sao này. À, những cái này đều là 1 sao, sau đó thì ta sẽ nâng dần 2 sao em nhá. Đấy, lưu ý cho mình. Nói chung là ngày thứ tư nếu mà anh em nào qua được cái 9.1 ở cái ải tinh anh thì chúng ta sẽ có thêm một cái lực chiến rất là ngon. Tại vì chúng ta sẽ nâng cấp được toàn bộ những cái trang bị ở đây nên được cộng 36. Tất cả để cộng 36 rồi. Mẹ nó, mình đánh mãi không qua được cái ải chỉ cho một anh em ạ. Ải tinh anh ấy, còn ải thường thì mình qua lâu rồi. Ải thường thì mình đang đứng và không chạy rồi, chờ cái level 36 thì mình mới mở thêm được cái ải mới. Với cái mục chiêu mộ nha. Với cái mục chiêu mộ thì một tuần nó sẽ reset cái rương này một lần. Ví dụ như là cái tuần đầu mà anh em đã dùng khoảng tầm đến 80 lần quay X10 rồi. Anh em nhận hết toàn bộ cái rương ở đây rồi thì anh em hãy đợi đến cái tuần sau để mà sử dụng và tích những cái xu chiêu mộ kim cương ấy để mà sử dụng cho cái tuần sau, chúng ta sẽ nhận được những cái rương ở đây. Cứ tích dần đi thôi. Chứ còn nếu mà anh em dùng được 80 rương ở cái tuần đầu rồi mà tiếp tục dùng triệu hồi tiếp theo thì nó sẽ khá là phí cái phần quả này. Đấy, leo ní ní cho mình nha. Nói thì nói thế thôi chứ anh em đừng có dùng kim cương, mà anh em hãy tích cái thẻ kim cương này này. Chứ đừng dùng kim cương để mà quay nhá, để dành kim cương cho mình. Đừng có động chạm gì đến kim cương cả. Vào tiệm. Đương nhiên rồi, vào tiệm Vinh Dự mua cho mình toàn bộ cái phiếu vàng, mua hết cho mình. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đừng có tiếc được gì cả. Từ từ hãng sử dụng những cái điểm ở đây mua những cái đồ khác. Anh em nếu mà nhiều ấy thì anh em hãy mua, còn không thì chúng ta sẽ tích vào mua cái ngàn ngàn phiếu. 7 tiếng nó sẽ reset một lần thì phải. Đấy, chúng ta nhận được 120.000 vàng thì ít đâu, cũng khá là ngon, một cái lượng vàng ngon lành hành đào đấy. Tiếp tục truy cập vào cái phần thi đấu đánh cho mình toàn bộ cái đấu trường. Và anh em lưu ý là cái phần đấu trường này thì anh em phải đánh hết cho mình 20 lần. Đánh hết cho mình 20 lần nhá. Còn nếu mà anh em không đánh được hay là không mua được nữa ở cái điểm VIP của anh em thì anh em thôi, chứ còn cố gắng là chạy hết cho mình toàn bộ 20 cái điểm ở đây để mà nhận những cái phần quà 20 lần đánh. Ngoài cái việc mà em nhận quà đây thì hiện tại đang có cái event là nhận điểm của đấu trường, nó ở cái event đó là event lễ kỷ niệm này. Đấy thì cũng cố gắng là làm hết cho mình nhận quà ở phần lễ kỷ niệm nhá. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ nhận được một cái mảnh vạn năng. Mảnh vạn năng này ngon đấy anh em ạ. Kiếm khó phết đấy. Cố gắng là kiếm hết cho mình và đi mua hết cho mình. Dùng kim cương để mà mua cái phần này là quan trọng này. Dùng kim cương mua vàng và dùng kim cương mua cái thể lực. Ba cái này là quan trọng nhất. Cái phần lễ kỷ niệm nó đang có cái event đó là cái event phong thần. Nó có cái yêu cầu là chúng ta sẽ phải đánh lên cái ải. Ví dụ như là ải ác mộng, ải địa ngục này. Thì anh em có khả năng thì anh em hãy leo càng cao càng tốt cho mình để mà xong cái nhiệm vụ đó ở cái lễ kỷ niệm nhận quà nhá. Với cái event lễ kỷ niệm ngày thứ tư ấy thì có nên mua cái phần phúc lợi giảm giá nửa này hay không? Với 600 kim cương chúng ta sẽ mua được 600 cái điểm hồn tinh ở đây. 600 cái điểm hồn tinh em nhá. Thì hồn tinh lúc đầu thì anh em thấy là nó cũng không cần cho lắm và nó dư rất là nhiều. Vì để mà nâng được cái hồn tinh thì chúng ta sẽ phải tốn thêm cả vàng nữa, và vàng hiện tại cũng kiếm khá là khó. Nhưng mà anh em đừng nghĩ thế nhá. Cái phần hồn tinh này hiện tại thì dùng hao lắm anh em ạ. Dùng hao lắm rồi đấy. Cần phải mua cho sau này là anh em sẽ lối tiếc đấy. Mua cho mình 600 nhá, anh em lưu ý cho mình, mua cho mình luôn 600 kim cương. Xã đoàn cũng là một cái nơi cực kỳ quan trọng, mình cũng đã nói ở các cái video trước đó rồi. Cực kỳ quan trọng luôn. Mình vừa mới xin vào được cái hạng quân đoàn, một cái quân đoàn mới với cái hạng rất là xịn sò, và hiện tại đang ở cái hạng 4 Master, quân đoàn Master ở server S1 em nhá. Vào được cái xã đoàn cấp cao hay là cái top cao ấy, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi. Ví dụ như là hiện tại ở cái server thì nó sẽ mở cái phần hạng của xã đoàn ấy, ở cái phần khiêu chiến xã đoàn này,
hạng nào mà càng ngon, thành viên hoạt động càng tích cực thì chúng ta sẽ nhận được toàn bộ những phần quà đây nhá. Vào xã đoàn đương nhiên là chúng ta sẽ phải cống hiến rồi, cống hiến nâng cái cấp của xã đoàn lên. Nâng cấp đóng góp sẽ đương nhiên sẽ là 150 kim cương rồi, không thể nào mà chối cãi vào đầu được nữa. Phó bản của xã đoàn cũng là một cái nơi mà anh em có thể là kiếm được cái lượng quà cũng rất là nhiều. Và kho báu Yagami này cũng rất là nhiều quà này. Yagami này nếu mà anh em có may mắn ấy mà quay ra được những cái bảo thạch thì rất là ngon. Anh em quay cho mình 5 lần này. Sau khi mà quay xong ấy thì chúng ta sẽ nhận được 3 cái lần miễn phí để mà thay đổi. Những cái nào mà không có cái bảo thạch thì chúng ta sẽ quay để mà lấy cái bảo thạch này. Không biết là bao giờ mình mới có cái nhân phẩm nhận được toàn bộ cái bảo thạch ở đây. Với cái phần ải thì đương nhiên là sẽ phải chạy cho mình tối đa cái ải mà anh em có thể. Cái ải không cần phải ải full sao làm gì cả, cứ quà được nhá. Lưu ý cái phần đó cho mình. Sau đó thì lượn ở toàn bộ cái map để mà nhận những cái quà ẩn. Những cái quà ẩn thì mình cũng đã nói cho anh em rồi đấy. Ở cái map này nó rất là nhiều những cái quà ẩn, cực kỳ nhiều quà ẩn luôn. Ví dụ như là cái quà ẩn chỉ số số 0 ở đây này, nhận một phần quà. Ôi, một cái viên đá thức tỉnh luôn, ngon vãi, đang cần. Đấy, và nhiều những cái quà ẩn khác thì anh em nhớ lưu ý cho mình nha. Ở cái rương này hình như đây cũng có một cái quà ẩn. Ok, nguồn thần khí nhá. Có rất là nhiều anh em thắc mắc, mình cũng đã nói ở cái phần mấy cái video trước rồi. Thì anh em hỏi là cái hạt giống thì anh em kiếm như nào. Cái hạt giống ấy anh em kiếm là nó chứa ở trong toàn bộ cái mần map này nha. Những cái quà ẩn ấy, những cái quà ẩn đó thì nó sẽ cho anh em cái hạt giống. Mình cũng không nhớ là nó ở cái quà ẩn ở trên map với các cái số O, K các thứ hay là những cái quà ẩn ở trên cái map này. Mình cũng không nhớ cho lắm nhưng mà nó là nằm ở trong cái phần phó bản chính tuyến này nha. Mình đã dồn được 2 ngày ở cái chậu hoài rồi. 2 ngày rồi đấy và bây giờ bắt đầu thu hoạch. Mong là nó sẽ được cái quả cao. Rất là nhiều anh em đăng những cái hình ảnh nhận được cái quả cao ở cái phần rương này. Ở cái phần hạt giống này. Ấy, Umbala, Umbala, Umbala xì bùa. Ui, vãi trưởng ạ. Nhận được một cái tuyệt học lửa rực. Nguyên liệu thức tỉnh sách tuyệt học lửa rực dùng để mà tăng cấp cái sao tuyệt học của Kyo, Chin, Mai này. Ôi, ngon vãi, nhận luôn. Không bỏ công mình chờ 2 ngày anh em ạ. Không bỏ công luôn, cái hạt giống này quà tởm vãi. Ngon của nó đấy. Ok, ok. Mình dồn được 3 cây. Mình dồn được 3 chậu rồi. 3 cái chậu đó, chậu nào cũng ngon. Sướng, 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 sướng nha. Với cái mục khiêu chiến, ở cái phần khiêu chiến tài nguyên này nó rất là quan trọng đấy. Nó phải nói là cực kỳ quan trọng. Anh em làm sao mà nhận hết được toàn bộ những cái quà yêu cầu. Ví dụ như là 600 điểm hay là 800 điểm nhận được những cái lượng quà đây. Và cái phần khiêu chiến này ấy, nếu mà ở những cái ải sau mà anh em không lên được S ấy, đánh mãi nó không lên được S thì chúng ta đừng ham hố làm gì cả. Anh em lưu ý là để ý cái phần lực chiến đề cử nhá. Cái phần lực chiến đề cử với cái lực chiến hiện tại, ví dụ như là cái ải thường của cái độ khó của cái báu vật vàng ấy, lực chiến của mình hiện tại đang là 31.348 đúng không? Nhưng mà cái lực chiến đề cử của nó là 31.000. Thì nếu mà đối với cái lực chiến hiện tại của mình ấy thì nó chênh lệch không nhiều cho lắm. Nên chắc chắn là cái ải thường thứ 3 này mình sẽ không nhận được cái điểm S. Mình sẽ chờ cho nên cái lực chiến khoảng tầm lên 34 hay là 35.000 thì mình mới đánh cái ải thứ 3 này. Và chắc chắn là sẽ nhận được cái điểm S. Và hiện tại thì mình cũng chỉ quét cái ải thường này thôi nhá. Mình chỉ quét cái ải thường này thôi để mà lấy được cái điểm S cũng như là kích hoạt được toàn nhận toàn bộ cái điểm ở đây. Đấy thì em lưu ý cho mình nhá. Như mình đã nói ở trước, ngày thứ 4 khi mà lên cái level 35 thì chúng ta sẽ có một cái mốc mới, 34 chứ, không phải 35 mà 34. Chúng ta sẽ nhận được cái phần điểm mới, cái nội tại mới đó là phần quà bộ sưu tập. Riêng ở cái phần này thì chúng ta có thể là nhận được free đến 3.000 kim cương. Chiến đội này, bộ sưu tập này nhận free được 3.000 kim cương nhá. 3.000 kim cương luôn. Ngoài ra thì ở cái phần này nó sẽ cho anh em một cái lượng lực chiến rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Đối với những anh em nào chưa biết về cái phần bộ sưu tập này thì mình cũng sâu cho anh em luôn nhá. Anh em tập trung vào nâng cấp những cái con tướng lên trận của anh em thôi. Nó hiện cái từ ra trận này. Thì tập trung vào những cái vị tướng đó. Tập trung là tập trung để mà nâng cấp cái thức ăn ở đây thôi. Đấy, cái phần thiện cảm ở đây thôi. Còn những cái vị tướng khác thì anh em hãy
nhận toàn bộ cái quà cho mình ở cái phần cốt truyện và cái tư liệu này. Đấy, những cái tướng không lên trận thì anh em quan tâm đến tư liệu và cốt truyện. Còn lại thiện cảm thì dồn vào những cái vị tướng lên trận. Quà ngon cực kỳ luôn ấy. Sướng luôn, chứ không phải là bình thường. Ngon mảnh cành đào luôn đấy. Sơ sơ qua thế thôi chứ mình nói cái phần này lâu lâu thì nó cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Chắc chắn là hiện tại thì anh em cũng phải lên cái level 34-35 rồi. Ngày thứ tư mà không lên được 35 hay là 34 hay là 36 ấy thì con ác của anh em cũng hơi thọt rồi đấy. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video ngày thứ tư của tựa game KBF All-Star Huyền Vương Chiến. Mua gì, làm gì để mà có cái lực chiến nó ổn định nhất nhá. Anh em thấy cái video của mình còn thiếu sót cái gì thì hãy comment phía dưới để mà mình hoàn thiện hơn trong các cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin dừng cái video ở đây. Hẹn lại anh em vào các cái video tiếp theo của tựa game này nhá. Bye bye. Bye bye.